Tập 35. Bác Tần, bác theo kịp chứ? Tham Tử, kệ tôi, tập trung dẫn quân của cậu đi. Thu Liên, Hồ Dương Lâm nói gì với em mà hôm nay em vui thế? Em vui là vì cha em về rồi. Cha em về thì sẽ có người ở bên em, buổi tối em không phải sợ nữa. Quá ra là vậy. Bác sĩ Phùng, mở cửa. Đến đây. Không rồi đại đội trưởng, chúng ta để lạc mất Tần lão gia rồi. Thế này về biết ăn đối với tiểu đồng trưởng Mã như nào? Chắc là vừa nãy bị lạc dao, bây giờ quay lại tìm e là không kịp đâu. Vậy phải làm sao đây? Tiểu Trương, cậu quay lại tìm đi, không tìm được thì đợi ở chỗ cũ, nhất định phải đợi được bác ấy. Những người khác theo tôi. Bác nhớ lời cháu dặn nhé, về nhà đừng quên uống thuốc. Nhớ rồi Thu Liên cô đương, mau về đi, không cần tiễn đâu. Đi thông thả. Không đúng, hình như hai cái cặp đó là của nhà mình. Cha mình, đó chắc chắn là cha mình. Mình nhận ra được dáng đi của cha. Ông ấy đến tiểu đoàn kỵ binh rồi cơ mà. Đương thư độc mã thế này là đi đâu đây? Đại ca, Tiểu Lục, có phát hiện gì mới không? Không ạ. Có điều ở tập lý phố có mây khối. Em nghĩ nhất định là giống độc nhãn long đã đắc thủ rồi. Lần này chắc chắn bại dù võ sẽ dính bẫy. Khoan không quan tâm đến chuyện này, tôi đang lo Tần Tĩnh Sương vẫn không thoát thân được. Đại ca, nhóm mã dự võ mà xông đến đánh thì mấy người độc nhãn long e là không chịu được đâu. Họ mà bị bắt, tiết lộ bí mật của chúng ta thì làm sao? Yên tâm đi đại ca, lúc đặt phái viên đến đã sắp xếp trước rồi. Nhóm độc nhãn long được em tiện đường dẫn theo từ Cáp Mô Câu, chúng không biết đích đến của chúng ta là Trấn Thanh Thạch. Vẫn là đặt phái viên suy nghĩ chu toàn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tôi bỏ khoản lớn để thuê nhóm độc nhãn long. Dù độc nhãn long có chết thì cũng đáng thôi. Chúng ta cứ đợi Tần Tĩnh Sương dắt theo kho báu Thiên Quốc đến đồi con gái đi. Tiểu Lục, đại ca, tiếp tục quan sát. Dừng. Cha chạy rồi, mình biết đuổi theo thế nào đây? Mình dùng gì để đuổi theo đây? Đại ca, đồng chí giải phóng quân, cô muốn đi đâu? Đi xe không? Là thế này, tôi có một nhiệm vụ, anh có thể giúp tôi bám theo người cưỡi ngựa đằng trước không? Được, lên xe đi. Cảm ơn. Đồng chí giải phóng quân ngồi vững nhé. Được rồi. Thu Liên, Thu Liên, Thu Liên. Thúy Thúy, Thu Liên đâu? Thu Liên ở đây mà. Vừa nãy cô ấy tiện bác Dương ở phố Đông ra ngoài. Mấy hôm nay cô ấy vui lắm. Đứng im. Nói, Sam Ba Tử ở đâu? Tôi không biết. Có phải Sam Ba Tử đã bắt một người phụ nữ và một đứa trẻ không? Các người gặp nhau ở đâu? Cậu nói thì tôi sẽ tha chết. Mau nói đi, nói đi. Tôi chỉ biết tôi sẽ gặp Sam Ba Tử, Ma Tử Lục ở bãi Tha Ma gần thập lý phố. Còn lại tôi không biết. Dẫn đi. Đi. Không ổn, chúng ta mắc bẫy rồi. Mắc bẫy của ai? Nhất định là bắt Tần đã một mình đi tìm Sa Ma Tử. Nói vậy là bắt Tần một mình đi cứu Xuân Tuyết nên mới tách khỏi chúng ta. Lên ngựa.
Tần Tĩnh Sư đến rồi, quả nhiên đến rồi. Phải, hắn dắt ngựa, trên lưng ngựa còn có hai chiếc cặp to. Đại ca, quả nhiên Tần Tĩnh Sư đã đem theo kho báo đến. Tiểu Lục, đừng để Tần Tĩnh Sư phát hiện chúng ta có viện binh, báo cáo các anh em mai phục đi. Dân lão gì, các anh em trốn đi. Tây Cúc, thần tài của chúng ta đến rồi. Sa Ba Tử, ông ra đây đi. Dẫn cả con gái tôi ra. Tôi mang thứ ông muốn đến rồi đây. Quá ra cha mình đến chuộc lại chị. Anh Diệu Võ, anh Dương Lâm, sao các anh không bám theo? Cha đương thương độc mã đến đây. Nếu như bị nhóm Sa Ma Tử thập tam đao lừa thì làm sao đây? Ông Su Gia, bao lại đây. Tôi ở đây đây. Bên cạnh Sa Ma Tử không có các thủ phỉ khác, chỉ có mấy người bọn chúng sao? Cha, chị hai, Bạch Thảo, quả nhiên hai người ở trong tay Sa Ba Tử. Ông Su Gia, ông buộc gì trên người đấy? Người nhà chúng ta giao dịch với nhau, ông hà tất phải làm vậy? Ông xem, con gái thứ hai nhà ông vẫn khỏe mạnh đó thôi. Mau cưỡi nó ra. Cha, cha làm gì vậy? Cha mau đi đi. Chị Xuân Tiết, em sợ quá. Nhóc con, đừng gào. Sa Ma Tử, chúng ta nói một là một, đối hai là hai. Ông thả Xuân Tuyết và Tiểu Mạch Thảo ra. Hai cặp báu vật này là của ông. Thế không được, tôi còn phải kiểm tra hàng. Ông đựng gì trong cặp đá? Là hàng thật hay là hàng giả? Sao mà tôi biết đây? Được, vậy tôi cho ông xem. Cha, cha đừng mắc bẫy, nhất định không được tin chúng. Cha cứ kệ con đi, cha bao đi đi. Đại ca, là hàng thật. Được, ông Su Gia, tôi tin ông. Chúng ta một tay giao hàng, một tay giao người đi. Bắt đầu giao dịch. Sa Ma Tử, tôi không tin ông. Tại sao? Đừng lừa tôi. Đến lúc này rồi mà ông còn muốn lừa tôi sao? Tần đại ca, tôi lừa ông làm gì? Chúng ta đã nói rõ rồi. Ông giao kho báu thiên quốc cho tôi trả cô gái cho ông, có phải rất công bằng không? Ông bảo viện binh của mình ra ngoài hết đi, đừng trốn nữa. Nếu không phải chúng dương đông kích tây cho ông, hôm nay tôi đã không đến được đây rồi. Tần đại ca, ông đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Được, để tình hôm nay ông thành tâm đến giao dịch, tôi cũng không vòng vo với ông nữa. Các anh em ra ngoài đi. Các anh em ra hết đi. Thế nào, ông Su Gia, bắt đầu giao dịch đi. Sa Ma Tử, thế này không công bằng. Các người có nhiều người như vậy, khác nào công khai ăn cắp. Các người thả Xuân Tuyết và Mạch Thảo ra, rồi giết chúng tôi. Vụ giao dịch này các người chỉ lời không lỗ nhỉ? Rốt cuộc ông có ý gì đây? Ông có giao dịch không đây? Sa Ma Tử, ông thả Xuân Tuyết ra, để con bé xuống núi trước, rồi tôi sẽ giao hàng cho ông. Nếu không, thấy chưa, tôi và lô hàng dưới chân này cùng lên Tây Thiên. Tần Tĩnh Sư, ông đúng là tên xấu xa, đầu toàn ý xấu. Hôm nay ông muốn liều mạng với tôi sao? Sa Ma Tử, bảo người của ông lùi lại, đừng hòng bắn tỉa tôi. Thấy chưa, người tôi một đầy thuốc nổ loại mạnh. Các người không muốn sống, ông đây còn muốn sống 500 năm nữa. Tôi nói ông biết, đợi đã. Tuy lệnh xa, Tần Tĩnh Sư có chuẩn bị mới đến. Cứ nghe hắn đã, chúng ta tùy cơ ứng biến. Cha, sao vậy? Các người làm sao thế? Cha mau dẫn chị hai và Bạch Thảo chạy đi. Cha, mau lên đi. Được. Tần Tĩnh Sư, tôi hứa với ông, Sa Ma Tử tôi đời đây không khâm phục ai. Hôm nay
coi như tôi phục ông. Lão dị, thả Từng Xuân Tuyết và cô bé đó đi. Ca đêm, trút đi. Cô trên con đó dám cắn tôi. Đừng chạy, Bạch Thảo. Bạch Thảo, bọn ta thả người rồi. Chạy mất cũng không liên quan đến bọn ta đâu. Đại ca, mau du dịch thôi. Được rồi, Tần Thính Sư, tôi trả con gái cho ông rồi. Ông bảo cô ta mau đi đi. Không đi thì đừng trách Sa Ba Tử tôi trở mặt. Xuân Tuyết, nghe lời cha, mau cưỡi ngựa chạy đi, mau xuống núi. Nghe lời cha, đi mau. Cha, con không thể bỏ cha được. Không được, cha bảo con này. Mau đi đi, nhanh lên. Cha, chị hai mình đi rồi. Cha mình phải làm sao đi? Bây giờ mình phải làm gì? Bạch Thảo, Bạch Thảo, em chạy loạn đi làm gì? Làm vậy chỉ càng thêm rắc rối. Còn thì thầm gì nữa? Sao, ban giao hậu sự cho con gái ông hả? Tất nhiên rồi. Đợi Xuân Tuyết đi, các người chỉ xuống bắn tôi thì tôi biết làm sao đi. Cho nên tôi phải giao chuyện hậu sự của mình cho con gái. Ca đêm, xông lên, mở cặp nghiệm hàn kiểm tra đi. Nằm xuống. Cha, 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 tỉnh lại đi cha. Cha, quá ra là Từng Thu Liên. Lão gì, bắt cô ta. Đừng, cha. Cha, cha an tâm đi đi. Con gái sẽ thay cha chăm lo cho nhà hộ Tần. Xuân Tuyết, hãy đến bi thương. Bác Tần là anh hùng của chúng ta. Tiểu đoàn kỵ binh nhất định sẽ báo thù cho bác ấy. Đóng quan tài. Đợi đã. Cha, cha, không phải cha đi tỉnh khác rồi sao? Sao lại về rồi? Cha vừa về, nghe nói ông thông gia qua đời. Cha đến tiễn ông ấy đoạn đường cuối. Bác Hồ, bác biết rồi sao? Bác nghe tin rồi. Tên Sa Ba Tử đáng chết đó, hắn sẽ không được chết tử tế đâu. Ông thông gia, ông xem tôi mang đến gì cho ông đây. Là rượu nên giá cống mà ông thích uống nhất đây. Sắp đi rồi, tôi đến uống với ông một chén. Rượu thế nào? Vẫn là hương vị đó chứ. Ông thông gia cứ yên tâm đi đi. Chuyện của Lâm Nhi và Thu Liên cứ giao cho tôi. Ngày hai đứa nó kết hôn, tôi sẽ đích thân đến mộ ông báo hỷ. Ông thông gia, rượu này ông đem theo uống trên đường đi.
Ông thông gia, đi đường bình an. Cha, xin nén bi thương, phải đóng quan tài rồi. Đóng quan tài đi. Cha. Cha, cha đừng đi, đừng bỏ lại con cha ư. Cha, đừng rời xa con cha ư. Cha, sao cha có thể đi như vậy được chứ? Con gái bất hiếu, không thể tiễn cha đoạn đường cuối cùng. Cha, cha, cha. Tần Đông Mai, cô làm gì vậy? Không được tự sát. Ở ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của cô rồi. Ngô Đại Lực, anh cút đi cho tôi. Anh cút đi. Cô bắn tôi làm gì? Tần Đông Mai, cha cô mất là giờ ơn cô đấy. Ngậm mồm, anh ngậm mồm cho tôi. Nếu không phải cô và Sa Lý Hành yêu nhau, cha cô sẽ qua lại với Sa Ba Tử, cuối cùng bị Sa Ba Tử giết chắc. Gì chứ? Anh nói gì chứ? Anh nói gì chứ? Đủ rồi, bớt lại đi. Việc đến nước này, cô có thể trách ai được? Cha, Sa Ba Tử, tôi nhất định phải giết chết ông. Tôi nhất định sẽ giết chết ông. Xuân Quý, bọn ta tiễn cha cháu đi rồi. Ở bên đấy có mẹ cháu bầu bạn với ông ấy. Chúng ta về đi. Xuân Quý, Bác Hồ đang nói chuyện với em đấy. Cháu muốn ở cùng cha mình một lát nữa, được không? Chúng ta đi thôi. Cha, con biết trong ba chị em con, cha thương con nhất, cũng chở che con nhất. Con nhớ hồi nhỏ, mỗi lần con và chị cả giành đồ, cha luôn đứng về con rồi phê bình chị cả. Có một lần vì tranh giao cầu đá lông gà, cha còn đánh chị ấy. Vì chuyện này, chị cả đã rất giận con. Cha của con,
Mẹ mất rồi, cha cũng mất, chị cả thì bị nhốt. Thu Liên và Mạch Thảo vẫn đang nằm trong tay Sa Ma Tử. Già không giống già. Xuân Thí, em còn có anh, còn có các chị em trong tiểu đoàn kỵ binh. Bọn anh đều là người thân của em. Anh dịu dỗ. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, bầu trời của em sẽ sụp đổ mất. Xuân Thí, từ nay về sau, anh chính là bầu trời của em. Anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa đâu. Được. Sa Ma Tử bắt Thu Liên và Mạc Hảo rồi. Các anh định làm thế nào? Sa Ma Tử trốn vào núi Đại Biệt. Vị trí cụ thể thì bọn anh vẫn chưa biết. Bây giờ chắc Sa Ma Tử đã hận thấu xương vào hội tầng em rồi. Em lo hắn sẽ làm hại chúng. Nếu Thu Liên và Mạch Thảo có mệnh hệ gì, em thực sự không biết nên làm thế nào nữa. Xuân Thí, anh nhất định sẽ cứu Mạch Thảo và Thu Liên. Em đừng lo được không? Phải rồi, vì chị cả em thì sao? Các anh định giải quyết dễ như thế nào? Vì chị cả em thì vẫn còn một vài chuyện chưa được điều tra rõ đâu. Sau khi kết thúc đại hội xét xử sẽ có kết quả thôi. Em đi thăm chị ấy được không? Được rồi, anh sẽ sắp xếp cho em đi thăm chị ấy. Đi. Tần Đông Mai, cô cứ ngồi thế từ sáng đến giờ không ăn không uống, muốn tuyệt thực à? Tiểu đoàn trưởng Mã cho tôi đến thăm chị mình. Mở cửa đi. Được rồi. Chị cả, chị đã ăn gì chưa? Chị để bụng đói sẽ hại thân đó. Chị không ăn nổi đâu. Bây giờ chị không muốn ăn, không muốn ngủ, cứ ăn lại nghĩ đến thịt kho tàu cha nấu cho chúng ta. Hệ nhắm mắt lại nhìn thấy gương mặt khiến người ta đau lòng của cha. Chị thấy ái náy với cha chúng ta lắm. Chị cả, chị đừng tự trách. Em biết cha mất, chị buồn hơn ai hết. Cha chết vì em, người phải ái náy nhất là em. Không, nếu không phải ngày xưa chị thích Sa Lý Hành, cha sẽ không bị cuốn vào những chuyện này. Chị thậm chí còn không được gặp ông ấy lần cuối. Nếu bị xét xử, bị xử bắn, thì chị làm gì có mặt mũi xuống gặp cha đây? Chị sẽ không bị xử bắn đâu. Em đã hỏi anh dịu dỗ rồi. Anh ấy nói vấn đề của chị vẫn chưa điều tra rõ ràng. Hơn nữa, đợi bắt được Sa Ma Tử, chị còn có thể làm nhân chứng chỉ tội hắn, lấy công chuộc tội. Xuân Tuyết, em nói đúng. Nhưng bây giờ chị cũng không giúp được gì cho giải phóng quân. Chị thực sự không biết Sa Ma Tử trốn ở đâu. Chị đừng nghĩ nhiều quá. Đầu, chị ăn cơm đi. Chị cả, chị yên tâm. Dù là khi nào, chúng ta luôn là người một nhà. Em nhất định sẽ đứng về phía của chị. Lão già khốn kiếp Tần Thỉnh Sương đã chết. Tần Đông Mai đang bị quân cộng sản bắt. Tần Thu Liên ở trong tay chúng ta. Các vị, mọi người nghĩ cách giúp tôi đi. Làm thế nào có thể bắt được Tần Xuân Tuyết? Tôi muốn nhanh chóng tiêu diệt người nhà họ Tần, giải mối hận thấu xương này.
Tư lệnh Sa, bây giờ thành Cổ Xương phòng thủ nghiêm ngặt, muốn giết Tần Xuân Tuyết không phải chuyện dễ, cho nên tôi thấy có thể tạm tha cho Tần Xuân Tuyết. Đặc Phái Ngô, ý của cậu là lẽ nào tư lệnh không muốn có được kho báu Thiên Quốc? Mặc dù Tần Tĩnh Xương đã chết, nhưng hắn nhất định sẽ nói cho con gái mình biết về vị trí của kho báu. Đúng vậy, đại ca, vị trí kho báu nhất định đã được nói cho Tần Xuân Tuyết. Cho dù hắn nói cho Tần Xuân Tuyết, chúng ta cũng không tiếp cận được cô ta. Cũng may bây giờ tiểu đoàn kỵ binh không biết chúng ta ở đâu. Đây chính là cơ hội tốt để ta trở mình. Núi Bạch Lang tốt là thế, giờ mất rồi. Bây giờ chúng ta cứ như chó mất già ở chốn chỉ hoa cầu gái này. Tiểu Lục, cậu nói cái gì? Đại ca, cái gì mà chó mất nhà cơ? Giả miệng. Dân Tư lệnh Sa, có lẽ chúng ta có thể môi được gì đó từ miệng của Tần Thu Liên. Ông thấy sao? Cô ta biết gì? Tôi nghĩ cô ta không biết đâu. Không hỏi được thì giết chết con ngã đó đi. Cả đứa bé đó nữa. Trưởng phòng Thẩm, bây giờ tôi muốn biết tại sao chúng ta mãi không nhận được viện trợ của bên Đài Loan. Tư lệnh Sa, tôi đã gửi điện báo cho cấp trên rồi, bảo họ nhanh chóng gửi quân dung vật tư. Ông yên tâm, cấp trên đã trả lời điện báo của tôi rồi. Trong vòng nửa tháng, quân dung vật tư nhất định sẽ được chuyển đến. Đến lúc đó, tất cả sẽ dễ dàng thôi. Cậu còn muốn tôi gặp bác mộng thêm nửa tháng sau? Chị Thu Liên, em sợ lắm. Đừng sợ, chị Thu Liên ở bên em. Không sao đâu. Chị Thu Liên, khi nào thì chúng ta mới được rời khỏi đây đi? Em nhớ chị Xuân Tuyết. Mạch Thảo yên tâm, anh Diệu Võ và Dương Lâm ca nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Nếu anh Diệu Võ và anh Dương Lâm không cứu được chúng ta, có phải chúng ta sẽ bị người xấu giết chết không? Mạch Thảo, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em cứ nghĩ anh Dương Lâm và anh Diệu Võ chắc chắn có thể cứu được chúng ta đi. Không sao đâu mà, chúng ta nhất định sẽ có thể ra ngoài. Anh Dương Lâm, chúng ta còn cơ hội gặp lại không? Thu Liên, người mà Hồ Dương Lâm anh cả đời này có lỗi nhất chính là em. Lúc trước anh năm lần bảy lượt làm tổn thương em, nhưng em vẫn đối tốt với anh. Anh thề, anh thề với em, đời này sẽ không phụ em nữa, sẽ không để em chịu tổn thương đâu. Em đợi anh. Hồ Dương Lâm anh có phải đầu tung núi đại biệt cũng phải tìm được em, cứu em ra. Chị Thu Liên, lũ người xấu các người, thả chị Thu Liên ra. Thả ra. Lũ khốn nạn các ngươi cứ nhắm vào tôi. Thả con bé ra. Không, em không ra. Mạch Thảo, chị Thu Liên. Tần Thu Liên, mau nói đi, mau nói cho bọn ta biết vị trí của kho báu Thiên Quốc. Còn không nói thì thiển cô lên Tây Thiên luôn. Trưởng phòng Thẩm đang hỏi cô đấy. Mau nói đi. Ở đâu cha vốn không đối với tôi vì kho báu Thiên Quốc gì cả? Cô nói dối. Tôi có biết thì cũng không nói cho các người, nói cho lũ khốn các người. Thu Liên, dù cha cô đã mất, nhưng nỗi hận của tôi với hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhưng tôi nhìn cô lớn lên, cô trẻ trung thông minh, chỉ cần cô nói tôi biết tung tích của kho báu Thiên Quốc, tôi đảm bảo với cô, tôi lập tức thả cô và nhóc đó đi. Sa Ma Tử, ông là người sao? Là người sao không nghe hiểu tiếng người? Tôi đã nói tôi không biết thì là không biết rồi. Dù có biết
Tôi cũng không đối cho lão súc sinh ông biết đâu. Rượu mười không uống, muốn uống rượu phạt, không biết tốt xấu. Vậy cô đợi đi, đi gặp cha mình đi. Đánh đi. Sa tiểu thư, đừng lo chuyện bao đồng, bỏ tôi ra. Sa tiểu thư và Tần Thu Liên chơi với nhau từ nhỏ, khó tránh khỏi sẽ đau lòng phải chứ. Có điều bây giờ không phải lúc quan tâm tình nghĩa bạn bè đâu. Đầu nặng đầu nhẹ, Sa tiểu thư chắc hẳn phân được rõ ràng. Thu Liên đã nói cô ấy không biết bí mật của kho báu Thiên Quốc. Tại sao các người còn phải hành hạ cô ấy? Sa tiểu thư vẫn còn trẻ như vậy. Cô ta nói không biết thì cô tin cô ta không biết thật sao? Tôi tin cô ấy. Cô lại tin một kẻ địch sao? Đúng là quá được cười rồi. Cô phải biết giải phóng quân cứng đầu lắm, thông thường sẽ chẳng mấy ai phối hợp, phần lớn đều không chịu khai. Hơn nữa, không phải cô thích Hồ Dương Lâm sao? Tần Thu Liên là vợ chưa cưới của Hồ Dương Lâm, là tình địch của cô. Hồ Dương Lâm không đến với cô thì cũng đừng để hắn có được Tần Thu Liên. Vậy hợp ý cô biết bao. Cha, sao con lại đến đây? Vô tình đi qua đây thôi. Tư lệnh Sa, Tần Thu Liên khai rồi. Chưa, ngất rồi. Đừng hành hạ nữa, cẩn thận chết đấy. Thẩm vấn sau. Chị Thu Liên, chị tỉnh lại đi. Chị Thu Liên, chị nhìn em đi. Chị Thu Liên, chị tỉnh lại đi. Chị Thu Liên. Bạch Thảo, Bạch Thảo, Bạch Thảo đừng khóc. Chị Thu Liên không sao. Không sao đâu. Tốt quá rồi. Chị Thu Liên, chị không chết. Chị Thu Liên tuổi mèo, có chính bạn, chị sẽ không sao đâu. Chị Thu Liên, vừa nãy chúng cứ hỏi chị có biết kho báu Thiên Quốc đó là gì không. Rốt cuộc chị có biết không? Có biết hay không cũng vô nghĩa thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta nhất định phải kiên cường sống tiếp. Đợi anh Diệu Võ và anh Dương Lâm cứu chúng ta, cứu chúng ta ra ngoài. Có biết không? Bạch Thảo biết rồi. Từ từ thôi. Sao lại chạy đến đây vậy? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Hôm nay đưa cha đến đây có ý gì nói đi. Cha, xin cha nói kìa. Con gái thấy dạo này tâm trạng cha không tốt, nên đi dạo cùng cha thôi. Cha hà tất phải ngạc nhiên thế? Con là cha nuôi lớn, con đang nghĩ gì? Ta là cha lại không biết sao? Nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa, nói ra đi. Cha, cha định xử lý Thu Liên và cô bé đó thế nào? Nếu Tần Thu Liên không tiết lộ bí mật về kho báu Thiên Quốc thì nhất định phải chết thôi. Nếu Thu Liên không biết thật thì sao? Cha giết cô ta thì có ý nghĩa gì? Cô gái, con đừng quên, tại sao chúng ta phải chạy từ núi Bạch Lan đến đây? Biết bao anh em đã chết thế nào? Điều nhờ ơn người nhà họ Tần ban cho. Đừng quên, con biết. Điều tại Tần Tĩnh Sương. Bây giờ Tần Tĩnh Sương đã chết rồi, quan có đầu, nợ có chủ. Cha hà tức phải làm khó Thu Liên? Tần Tĩnh Sương chết thì đủ sao? Cha giữ con gái hắn lại làm bồi nhữ, nhất định sẽ có người trả thù cha. Như vậy cha mới có cơ hội tiêu diệt tất cả người trong nhà Tần Tĩnh Sương. Cha nhìn Thu Liên lớn lên, cha thực sự nhẫn tâm ra tay với cô ấy sao? Hồi nhỏ cô ấy thường hay đến nhà ta ăn, lúc đó cha còn muốn dẫn cô ấy làm cô gái nuôi đấy. Cha phải nhắc nhở con đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.
con có tin. Con mà lại bị quân cộng sản bắt được, cha sẽ không đổi con tin để chuộc lại con không? Cha, cha nói đi đâu thế? Cha nói đi đâu sao? Con đấy, con lương thiện quá. Người lương thiện không cùng thuyền với cha. Con đâu có. Cha, bây giờ giải phóng quân đã phong tỏa núi rồi, chúng ta đã không còn đường lui. Một khi giải phóng quân tìm được chúng ta, chúng ta chỉ có đường chết thôi. Bọn chúng phong tỏa núi là việc của chúng. Chỉ cần chúng ta đợi được vật tư cứu trợ từ quốc quân, chúng ta sẽ có cơ hội lật lại thế cờ. Vậy nếu quốc quân không đến cứu trợ thì sao? Chúng ta phải làm sao? Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Chi bằng cái gì? Chi bằng chúng ta đầu hàng đi. Coi như là vì tất cả các anh em, cũng là vì con. Tiểu Hồng, hôm nay con đến để khuyên cha đầu hàng sao? Con đang nói cái gì vậy? Bây giờ cha đang suy xét, nhanh chóng tổ chức hôn sự giữa con và Ngô Thành Phong. Cha đừng dại nữa. Cha tưởng gả con cho Ngô Thành Công thì hắn sẽ không giết bỏ cha sao? Con tưởng cha làm vậy là vì bản thân sao? Cha đều đang nghĩ cho sau này đấy. Con bé ngốc, nói thế nào? Con có chết cũng không lấy Ngô Thành Công. Vậy con đừng hòng gả cho Hồ Dương Lâm. Việc đến nước này, con đã không trông chờ nữa rồi. Dù con có lấy Thập Tam Đao, con cũng không lấy Ngô Thành Công đâu. Lấy Thập Tam Đao, con thích lấy ai thì lấy đi. Tức chết cha rồi, đúng thật là. Dù gả cho ta cũng không gả cho Ngô Thành Công. Hồ Dương Lâm ta không có hy vọng. Không gả cho Ngô Thành Công thì là lựa chọn tuyệt nhất từ con gì. Lão nhị, lại đây, ngồi xuống. Lão nhị, cậu đang làm gì vậy? Đại ca, Thập Tam Đao theo anh bao nhiêu năm, anh thấy em thế nào? Còn phải nói sao? Lão nhị, hôm nay cậu sao vậy? Đại ca, tình cảm của em dành cho đại tiểu thư, anh hiểu mà. Em hy vọng đại ca có thể hứa hôn đại tiểu thư cho em. Lão nhị, hình như Tiểu Hồng không thích cậu. Cậu không biết sao? Tôi làm cha, tôi cũng không thể cưỡng cầu đúng chứ. Đại ca, nhưng đại tiểu thư còn ghét cô Thành Công hơn. Trong lòng cô ấy chỉ có Hồ Dương Lâm, nhưng với Hồ Dương Lâm thì càng không thể nào. Đại ca, chỉ cần anh đồng ý hứa hôn đại tiểu thư cho em, Thập Tam Đao em lấy bạn ra đảm bảo, đời đầy nhất định sẽ không phụ đại tiểu thư. Lão nhị, hai anh em ta có gì từ từ nói. Đứng dậy đi, đừng quỳ xuống. Không, đại ca mà không đồng ý em sẽ không đứng dậy đâu. Lão nhị, tôi biết cậu tốt với Tiểu Hồng, nhưng chuyện Tiểu Hồng với Ngô Thành Công đã được quyết định từ trước rồi, không thể thay đổi. Cậu nói đúng, Tiểu Hồng cũng không muốn gả cho Ngô Thành Công, nhưng đây là ý cha mẹ, lời bà mối, nó không quyết định được đâu. Đại ca, anh nhất định phải gả đại tiểu thư cho Ngô Thành Công sao? Nhất định phải nhìn cô ấy đau khổ cả đời sao? Nếu gả cho cậu thì vui vẻ sao? Đâu phải cậu không rõ, cậu bao gồm tôi, chúng ta đều là người cận kề cái chết. Hôm nay không biết ngày mai, cậu lấy gì để lại cho Tiểu Hồng? Em không cho cô ấy được gì hết, nhưng em thật sự yêu tiểu thư. Còn Ngô Thành Công, hắn thích Tần Đông Bay, trong lòng hắn không có đại tiểu thư. Tôi biết Ngô Thành Công không thích Tiểu Hồng, nhưng tôi gả Tiểu Hồng cho Ngô Thành Công, ít nhất có một chút khả năng, đó là để Ngô Thành Công đưa Tiểu Hồng đi Hồng Kông, nhanh chóng rời khỏi nơi khốn kiếp.